Đấy, thế thì đối với cái gọi là setup công cụ để auto test với iOS, Appium thì cũng tương tự với Android thôi. Đấy, các bạn để xem có thể JDK này, Eclipse này, Appium này và Appium Inspector. Thực ra thì cài Appium ở trong rồi thì bạn sẽ theo cái guideline này, bạn cài Inspector lên. Đây, ví dụ ở cuối guideline tôi sẽ có một cái nó gọi là cách bạn Inspector cái file web đó. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là bạn cài một cái app ứng dụng đây, thì bạn sẽ tap vào cái kính lúp này, đây cái DataSource này, đây thì sẽ ra cái này. Đây tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là đây là cái ứng dụng mà tôi đang muốn chạy. Đây thì đây là đối với những cái keyword mà tôi đang dùng. Tức là chẳng hạn tôi muốn tap vào Kate Bell. Đây các bạn xem nhé, đây chính là cái ứng dụng Xcode 7 trên iPhone 6s.3. Đây là cái phần mềm nó gọi là như tôi đã nói với các bạn đấy, như clip trước đấy, tức là đối với gọi là address, tức là tôi tạo, sau đó thì tôi view. Đấy, tôi tạo bản này xong tôi view xong tôi back lại. Đấy, tôi view bản này xong tôi back lại. Thế thì cứ đến tới chỗ này thì tôi lại quay trở đây, ra đây thì tôi sẽ bật cái Appium 7 6 lên, 1.6 lên. Đấy, thì nó sẽ inspect ngay tại trang cái điểm này. Đây, tôi refresh này. Tất nhiên là trong có cấu hình thì các bạn sẽ phải cấu hình lên cái gọi là cái app của nó. Ví dụ tôi đây tôi đang cấu hình nghiêng cái app là Java Workspace này, và cái app tôi đang để đây thì bạn hoàn toàn có thể lấy cái app này về đây. Đây chính nó là bday đây, đây. Thì tôi sẽ để là bday app đấy cho các bạn, đưa lên cái file resource cho các bạn. Ok, nó chính là đây, bday app đây, chính xác. Đây chính xác cái này. Vâng, ok. Đấy. Rồi, thế thì sau khi bật Appium lên rồi Inspector nó ra. Đấy thì như bạn xem đấy, nó sẽ đánh ra được kết bell, thì chúng ta sẽ lấy cái XPath này. Tất nhiên là trong quá trình mà dạy thì tôi đã đưa ra cái nó gọi là thế nào là XPath XName rồi. Đấy. Tức là tab call, tab ID, tab name này. À, tab XPath. À, đây không không thiếu thiếu tab XPath chưa được cập nhật. Đây. Tôi sẽ theo các bạn thêm vào tab XPath. Đấy. Tất nhiên là mỗi cái này tôi đưa cho một cái gọi là sleep khoảng 1 giây. Đấy. Sau đó thì sẽ run qua cái đây, tab xong 1 giây đây thì tôi sẽ lại inspect tiếp. Đấy, cứ mỗi inspect tôi refresh thôi. Đấy, chạy vào đây nha. Thì tôi ấn back lại. Đấy. Kích vào đó thì tôi back lại. Đấy. Và tôi giữ kéo ra đây và tôi ấn cái này delete. Đấy, refresh tôi xem kéo ra ấn delete thì theo kiểu gì chứ, đúng không? Đấy, kéo ra ấn delete, đây ấn delete thì nó là cái vùng này. Đấy. Move to delete. Đấy, rồi ok. Đấy. Đấy, thì tôi sẽ ấn vào delete cái này. Cho nó kéo ra delete thì xem nó có ra được không. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Nào, bây giờ thì tôi sẽ run cái này qua để thử xem cái cách chạy như này. Rồi, nào, bây giờ nha, tôi sẽ tinh tế và chạy cái này. Chú ý các bạn đối với Appium cho iOS và đây ta đang version chạy trên iPhone 6 này, 9 này, tức là Xcode 7, đúng không ạ? Thì ta phải switch cái version này lên, cũng như là Appium đang đang gợi ý các bạn đấy. À đây, thứ nhất rồi, tôi lại không ấy cái này của nó, không sao. Đây, tôi lại bật Poland lên, tức là tôi chưa bật cái Appium lên. Đấy, rồi ok. Tạm thời tôi sẽ đủ rồi, tôi hiểu rồi, tôi dừng lại, đóng lại và tôi stop lại. Rồi, nào, bây giờ tôi run. Để so run đối với cái test case là như thế này. Đấy. Tất nhiên là trong quá trình lần chạy đây thì nó sẽ chạy A, chạy B, chạy C và chạy nó instant lên. Đấy thì tôi sẽ có cái tần suất như kia. Tương tự như vậy đối với những cái case liên quan đến position. Đấy. Đây, ví dụ chẳng hạn như là liên quan đến cây những position.
trong quá trình review cái thằng này nó chạy app đấy, thì nó sẽ kích tiếp vào cái bao này rồi, bởi vì chúng ta đã inspect ra được mà, đấy inspect ra được cái hàng tab expat này, đấy xong đó thế này. Rồi sau đó thì là kích vào expat, em kích được không? À, nó không kích expat được. Rồi ok, thế thì cái đấy các bạn lại inspect lại để xem là nó có kích expat không, để đi vào trong thêm nữa, sau đó go back này. Rồi tiếp theo là những các cái hiệu 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 ứng, ví dụ chẳng hạn như là để xem nút add đấy vai trò thế nào và chụp vào màn hình đấy, thì bạn cứ sử dụng và áp dụng những câu lệnh, ví dụ chẳng hạn như là bây giờ tôi muốn là chụp màn hình này, screenshot này, đây screenshot share đấy. Chẳng hạn như là screenshot share tôi a vào đây thì là abc đấy. Rồi ok, sau đó thì tôi chạy tiếp cái là tab clear text send text này, rồi app touch này, comparing wait for property đây, get property và tab property, tức là tương tự như kia thôi. Thì tôi có tương tự đối với Android đấy, thì tôi có export path này, đây export path này. Size path này. Để tôi check, tôi chỉ chính check ba cái này thôi để xem nó có ra đấy, sleep không chả gần với câu back nữa mày, đúng không? Tức là đúng cái vị trí này các bạn này đấy, các bạn kết này, này đấy, thì tôi xem là cái đấy có vị trí nào, ví dụ chẳng hạn như là 2.30 đấy, hoặc là cái độ dài của nó có phải là 2.30 đây, thì tôi xếp lại đây và tôi run, chả sao cả, vẫn y nguyên như kia, tôi run thôi, không ảnh hưởng, đúng không ạ? Bây giờ cuối cùng phải xem là cái screenshot kia có được là ABC không? Đây, iOS đây, report, à, đây, go to try this này. Rồi, ok, đây. Đấy, thì tôi sẽ quên chưa xếp, xếp này không biết nó đã xếp chưa đây. Đấy, nó đã cắt hình ABC rồi đấy. Rồi, ok, đấy, thì chắc chắn là nó sẽ báo một là fail hay là pass. Đây, các bạn sẽ xem là cái output ra bên ngoài của nó, đây, nhé. Thì nó sẽ báo là capturing snapshot, rồi get, get cascading chưa được à, snapshot get 3. Đây, đây, từ từ. App post batch, app size expat. Đây, expat đây. Driver file name by expat. Size path file name by app path. Rồi, expat thôi. Size expat. Đây, size, get size thôi. Get size, đây tôi xem nó có ấy chưa, à đây đây có rồi, đây expat đây, post expat đây, có hết rồi. Ô thế bây giờ thì tại sao, à đây từ từ để tôi sẽ ra nó để lưu đã, không thì các bạn này không chạy được. Rồi ok, chạy lại nữa. Như vậy là kể cả Xcode 7 bản cũ đây 0.9 hiện tại bây giờ năm nay là mùng 8 tháng 12 năm 2017 đây, nhưng mà nó vẫn cứ chạy được tốt. Đấy thì chứng tỏ là Xcode 7 và iPhone 6 iOS 9.3 vẫn ok. Đấy, rồi compare này, chụp ảnh này. Rồi. Rồi ok. Đấy. So sleep hi. Đây, à quên. Cái này nó đang bị lỗi khi phá vỡ. Rồi ok. Lần này sẽ chạy được, bởi vì là tôi không để cái đồng hiện cái giá trị rỗng cho cái test case này. Tức là bạn lưu ý khi cái nào có giá trị rỗng này thì mình phải để một giá trị rỗng ở đây. Đấy, rồi ok. Run, rồi. Nè, thử xem nào. Chạy đến cái cây nào, run hết ra đây. Xem có view ra được không. Xem chụp hình này, export path này. Đấy, rồi ok, export path. Tôi chỉ cần đúng cái vị trí thôi, nó ra được bao nhiêu.
À, từ từ. Có thể là cái này nó không nhận ra được cái này. Đây thì tôi sẽ lại inspect tiếp. Đây, kích vào cái nút mà cái loop này này. Rồi, ok. Các bạn đợi chút. Đấy thì qua cái quá trình mà các bạn làm tiến hành đối với cái expat thế này thì nó sẽ chu đáo hơn và liên quan đến cái việc mà khi mình duy trì cái hệ thống nó hay hơn. Rồi, ok. Hủy cái này đi. Đóng cái này lại, terminate. Rồi, ok. Đây, từ từ. Tôi sẽ điều tra từng cái ví dụ nút dấu cộng này. Nó để ở vị trí nào này. Đây. Đây. Along này, được chưa? Rồi, ok. Along Mium server running rồi này. Rồi, ok. Sau đó em launch cái này. Để tìm ra được cái ID của Export Path. Đấy. Bạn phải launch trên cái hệ thống này đối với server Appium. Sau đó thì kèm theo cái gọi là launch inspector. Inspector chính là hình cái kính lúp này. Đấy, rồi, ok. Xem chính xác là cái vị trí của cái nút bàn phím là cái gì. Đây, đấy. Đây là Premium version mới hơn. Đây, sau khi demo xong cái này đã. Rồi, ok. Nào, chuyển đi, hiện ra đi. Thực ra mình là mình cần cái gọi là hiện ra cái quá trình Inspector. Đấy, rồi, ok. Rất là lâu, cũng khá là chừng chừng kỳ, cho nên là tôi mới mong rằng là nếu mà các bạn nào đó sử dụng và dùng cái phần mềm này thì sẽ cần phải biết là nó hiện ra và thu về rất là chậm, lâu, với hệ thống máy móc của tôi là cũng khá mạnh đấy, cho nên là nhiều khi cái này nó là một cái trường kỳ trường kỳ chiến đấu. Đây, không, tôi muốn cái toolbar này cơ. Hay tôi muốn cái first name đi. Thôi được rồi, cho cái first name này. Expat. Đây, expat cái first name này đi. Rồi, ok. Rồi, đấy, thì sau khi cộng vào rồi. Rồi, đấy, thì tôi cũng chỉ cần lấy cái này thôi. Tôi không lấy cái gì khác nữa. Stop đi. Sau đó lại khởi động lên. Đấy, rồi chúng ta sẽ chạy lại thử với đúng cái installation này. Tất nhiên là trong cái quá trình mà 7 này thì nó chạy rất là thô sơ. Đấy. Rồi, ok. Chạm gõ và thụt lùi. Rồi, đây chúng ta đi so sánh giữa ảnh này, screenshot C này. Đấy, với expat C này, size này, position này.
compare cái này nó với không thể compare với cái này đấy. Và size position cái này so với cái này. Vâng đấy. Thì đấy thì các bạn sẽ thay thế vào tương tự như đối với Android kia, tức là thay cái này, thay cái 1.89 vào đây. Đấy. Thì đó là những cái con số mà tôi sẽ làm compare UI với cái bản sau. Đây là vị trí của nó, còn đây là size đấy. Tương tự như cái bản Android kia thì bạn cũng có cái giá trị ví dụ như là cho comparing này đấy, rồi ở đây expat comparing này, post expat này, tab name này, app color post đấy, ví dụ ở vị trí nào color là bao nhiêu sau khi chụp cái ảnh đấy, ví dụ ảnh abc.png ở vị trí này đấy có color hexa là bao nhiêu đấy, thì tùy các bạn đấy. Ok đấy, thì đối với 7 thì tôi có lẽ chắc là demo như này thôi, còn bởi vì là sắp tới là bây giờ chúng ta đã có Xcode 8 trở lên rồi đấy, build 9.1, thậm chí là Xcode 9.1 đang có rồi đấy, thì anh em có thể tiến tới 9.1 nhé. Có gì câu hỏi gì đối với Xcode 7 thì các bạn có thể trả lời theo reply theo cái thế này hoặc là bạn vào bài học. Ok, cảm ơn các bạn.